Theo truyền thuyết nữ hoa vá trời, bà đã tinh luyện ra những viên đá ngũ sắc dùng để vá lỗ hổng cứu tinh linh ở bên dưới. Nhưng sau này, từ nơi vá đó, bốn viên đá ngũ sắc đã rơi xuống trần gian. Một trong bốn viên đã nở ra Tôn Ngộ Không và lên đường thỉnh kinh. Nhưng ít ai biết rằng đã có một viên rơi vào ma giới, hấp thu yêu khí và cũng nở ra. Thật là thoải mái quá đi. Trái ngược với Tôn Ngộ Không là rơi vào cõi trần, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thì con khỉ đá này lại rơi vào một thế giới ma đạo, toàn là chết chóc và chém giết lẫn nhau, kẻ mạnh tấn công và ăn thịt kẻ yếu. Đằng kia có nhiều xác chết quá đi. Đúng lúc mình đang đói bụng, mình sẽ ăn thật ngon, ăn thật ngon. Vừa chào đời thì con khỉ đá này cũng dễ dàng tìm kiếm được thức ăn là những cái xác chết không rõ nguyên nhân. Nhưng đi được vài bước, nó lại bắt gặp những cảnh tượng cấu xé lẫn nhau của những con thú dữ tại vùng đất hắc ám này. Chết đi, mày không thoát được đâu con trai. Một cảnh tượng vô cùng bạo lực và kinh hoàng đã diễn ra trước mặt chú khỉ đá. Những con yêu tinh nhỏ hơn phải bị những con lớn hơn, mạnh mẽ hơn xé xác ăn thịt. Hết con này bị ăn thịt, đến con khác bị nuốt chửng. Cứ luân phiên như thế, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng cuối cùng. Hả? Thì ra là vậy. Muốn mạnh mẽ, phải sống sót, phải trở nên vô cùng tàn bạo thì mới có thể tồn tại và trở thành chúa tể. Cùng lúc này, Ngộ Không đã gặp được Tam Tạng và được ngài ấy dạy dỗ nên người, thì chú khỉ đá này lại khắc sâu những thứ vô cùng độc hại vào trong tâm trí của mình. Nó nhìn cảnh tượng giết chóc và ngỡ đó chính là chân lý. Ở ma giới này không có kẻ nào đối đầu với ta được nữa rồi. Nó qua đi, nghỉ ngơi một chút thôi nào. Hay quá, cuối cùng mình bắt gặp được một thứ rất mạnh. Mình sẽ nhân cơ hội này tấn công lén nó, cướp sức mạnh của nó, rồi mình sẽ trở thành một sinh vật mới mạnh mẽ ở nơi đây. Cái gì? Con khỉ tâm thương này, mày dám to gan tấn công đại yêu quái ta đây à? Chết tiệt. Ta lại thua dưới tay một con yêu khỉ tầm thường thế này. Ngộn kìm. Bây giờ ngươi chịu chết đi. Dừng lại đi. Làm ơn ta bạn cho ta. Ta sẽ tặng cho ngươi một binh khí. Binh khí gì chứ? Ta không cần. Ở cái thế giới này, kẻ chiến thắng sẽ có được sức mạnh của kẻ thua cuộc. Không. Thứ binh khí này rất lợi hại. Nó là trụ kình thiên. Nó không khác gì cái kim cô bổng của Ngộ Không cả. Hãy nhận lấy nó, nó sẽ giúp ngươi gia tăng công lực. Làm ơn tha mạng cho ta. Có thật không? Ngươi dám lừa ta, ta sẽ cho ngươi đau đớn sống không bằng chết. Mau đưa đi. Sau khi cầm lấy cây gậy từ con yêu quái, chú khỉ đá cảm nhận có một nguồn năng lượng rất lớn từ cây gậy truyền vào trong cơ thể của mình, giúp cho chú khỉ đá trở nên thân hình thon gọn, vô cùng đẹp đẽ, không khác gì Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không à? Rốt cuộc hắn là ai? Tôi nghe chúng yêu quái nói rằng hắn nở ra từ một hòn đá ngũ sắc. Hắn được Tâm Tạng nhận làm đồ đệ và đang tiến về phía Tây để đi thỉnh kinh. Cái gì? Sao hắn giống ta quá vậy? Nhưng hắn đi thỉnh kinh để làm gì? Hắn đã gia nhập vào Phật môn. Hắn đi thỉnh kinh để phổ độ chúng sinh và sau này sẽ được trở thành Phật. Thành Phật? Ta cũng muốn. Mau nói, bây giờ hắn đang ở đâu? Hướng Tây, cô đi thẳng về hướng Tây sẽ gặp được họ. Biết được đồng loại của mình sắp thành chính quả, còn bản thân của mình đang ở một nơi chết chóc, không bao giờ thành Phật được, nên chú khỉ đá nhanh chóng lên đường đi tìm Ngộ Không. Bạch giới, ta cảm thấy có yêu khí đang đến gần. Để hãy nhanh chóng về bảo vệ sư phụ đi. Ta đi kiếm thức ăn và nước. Vâng, thưa đại sư huynh. Đại sư huynh phải cẩn thận đó. Em đi đi. Ôi, chết tiệt. Sao mình cảm thấy có thứ gì đó bất an trong lòng. Có lẽ sư phụ đói và khát lắm rồi. Nhanh chóng lấy nước và tìm kiếm thức ăn thôi. Này, làm ơn cho ta hỏi thăm. Kể nào vậy? Một con khỉ cầm một cái gậy. Không lẽ quái?
ta đây không những không sợ mà còn mừng rỡ nữa à? Hả? Sao ngươi dám giả dạng giống ta thế kia? Ta không hề giả dạng giống ngươi, mà ta thật sự giống như ngươi. Ta cũng nở ra từ một hòn đá ngũ sắc. Ta lớn lên và cũng cầm một cây thước bản là trụ kinh thiên. Đúng rồi, nghe nói ngươi đi Tây Thiên cùng đường Tăng thỉnh kinh. Làm ơn cho ta đi với. Ta cũng muốn thỉnh kinh, ta cũng muốn thành Phật. Người của ngươi tỏ ra đầy yêu khí thì làm sao mà có thể tu thành Phật được? Nể tình ta với ngươi cùng giống loài, hãy mau cút đi trước khi ta cho ngươi ăn gãy thức mạng của ta đó. Khốn kiếp, ta thành tâm năn nỉ ngươi, ngươi là xua đuổi ta, coi ta là rác rưởi, là yêu quái. Tại sao ngươi được sinh ra cõi trần gian hấp thu nhật nguyệt, lại nở ra được đi thỉnh kinh thành Phật, còn ta ma giới hấp thu yêu khí lại không được chứ? Tại sao? Tại sao? Khốn kiếp, thứ yêu quái này, ta tha mạng cho ngươi mà ngươi dám đối đầu với ta. Được, được, vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi 72 phép biến màu của ta là như thế nào. Để ta nói cho ngươi biết, tại vì đó là số phận, ngươi sinh ra ở ma giới chắc chắn sẽ là kẻ không tốt lành gì. Mẹ kiếp, số phận của ta do tự ta quyết định. Ý trời, ý trời là gì chứ? Thứ nhảy mép, chết đi. Sao ta vẫn còn sống thế này? Gì vậy? Một con rắn đến ăn thịt ta. Này, thông tiếng Nguyên Hồng, chàng tỉnh rồi à? Nằm im đi, thiếp đang chữa trị cho chàng đó. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp ta? Xong rồi, chàng không nhớ gì hay sao? Chính chàng đã cứu thiếp khỏi con đại yêu quái đó. Không lẽ ngươi là con rắn mãng xà ăn thịt những con yêu quái nhỏ, rồi bị con đại yêu quái từng tặng cho ta vũ khí ăn thịt? Đúng vậy, chính là em. Cũng may nhờ chàng đã đánh bại con đại yêu quái đó, khiến nó bị thương, nhả ra ma khí của em. Em bay khắp mọi nơi tìm kiếm thân xác mới, nhưng sau đó vì thân xác mới quá xinh đẹp nên em bị tên chúa tể hắc ám ở ma giới này bắt về làm vợ. Em rất căm ghét hắn, cho đến một ngày em tìm cách giết chết hắn, nuốt lấy linh đơn tu luyện triệu năm của hắn và trở thành nữ ma vương hiện tại. Thì ra là vậy. Nhưng tại sao cô không ở ma giới lại chạy tới đây cứu ta? Sau khi trở thành ma vương, em rất cô đơn, lạnh lẽo. Rất nhiều yêu quái muốn tán tỉnh em, nhưng em căm thù bọn chúng. Em chỉ mong tưởng tới chàng Thông Tí Viên Hầu à. Hãy quay về với em, về ma giới, chúng ta sẽ thành đôi yên ương và thống trị ma giới. Không được, mong muốn của ta là giết chết tên Tôn Ngộ Không đó, thay thế hắn đi thỉnh kinh. Gì chứ? Nhưng mà vì yêu chàng, em sẽ làm tất cả. Chàng hãy lại đây, em sẽ trao cho chàng viên linh đơn của chúa quỷ hắc ám trước đây mà em từng lấy. Chàng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng mà nàng sẽ... Không sao đâu, không sao đâu. Tất cả ước muốn của chàng chính là những gì mà em muốn. Được rồi, hãy nhận lấy nè. Cảm ơn nàng, mãn xa tích. Sau khi ta hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ quay về ma giới này kết hôn với nàng. Sư phụ và các đệ, hãy dừng lại đi. Ngộ Không, có chuyện gì vậy? Ta cảm thấy phía trước có mùi yêu khí nồng nặc. Mọi người hãy núp ở đây, ta tới đó coi có chuyện gì. Tôn Ngộ Không, ta chờ ngươi hơi lâu rồi đó. Chết tiệt, con yêu quái này, sức mạnh của nó tỏ ra thật khủng khiếp. Ngươi là ai? Tại sao lại chờ ta ở đây làm chi? Ta đứng đây để thay thế ngươi đi thỉnh kinh. Cái gì? Không lẽ là ngươi, con khỉ khốn kiếp lần trước bị ta đánh bại? Ta đã yếu lòng, thấy ngươi cùng loài, tha mạng cho ngươi. Nhưng thật không ngờ, ngươi lại thành ra thế này. Thế này thì đã làm sao? Ngươi ta đầy yêu khí thì đã làm sao? Thậm chí bây giờ, ta chính là chúa tể hắc ám của ma giới. Ta muốn giết chết ngươi, thay thế ngươi, cùng đường tăng tới Tây Thiên thỉnh kinh. Rồi ta sẽ trở thành Phật. Chết tiệt, thứ yêu quái này, ngươi đừng loạn ngôn nữa. Ngươi có biết Tây Phương Cực Lạc
ai đây ngỡ đó hay không? Chính là Phật tổ Như Lai. Khi thấy ngươi đến, ngày ấy sẽ giết chết ngươi. Cái gì? Các ngươi không công nhận công sức của ta. Phật tổ Như Lai à? Ta sẽ giết chết luôn hả? Ta tự phong ta là Phật, rồi ta sẽ quay về ma giới. Ta sẽ trở thành một vị Phật mới ở đó. Còn lũ khốn chúng mày, ta sẽ giết sạch cho chúng mày biết thế nào là ma vương thông tí viên hầu ta đây là như thế nào. Chết tiệt, chết tiệt, ta sẽ không bao giờ thắng được chính nghĩa đâu. Cấm mồm, cấm mồm. Các ngươi tự cho mình là chính nghĩa ánh sáng, còn ta là tà đạo bóng tối à. Chính ngươi đã tôn ngộ không? Chính ngươi đẩy ta thành ra thế này. Lúc đầu ta cầu xin năn nỉ ngươi cho ta theo thỉnh kinh, những ngươi đã từ chối và sỉ nhục ta. Mẹ kiếp, con yêu quái này, ngươi sẽ không bao giờ đắc đạo và thành Phật được đâu. Đắc đạo thành Phật à? Ta không cần, tự ta sẽ đưa lũ khốn đó tới